xin chào tất cả các chị nha. Rồi hello tất cả các chị luôn. Chị nào mà mình vào livestream sớm á thì mình nhớ chia sẻ giúp em nha. Rồi chị nào mà mình đang vào livestream sớm á thì mình nhớ là mình comment lên và mình chia sẻ giúp em nha mấy chị nha. Thì cũng như thường lệ là không biết là có chị nào mà đang trông chờ những cái bộ đồ sale rất là xinh không ha mấy chị ha. Tại vì hôm nay rất là nhiều mẫu sale với giá 69.000. Và mấy chị ơi cũng lưu ý giúp em là mình mua thì mình nhớ là mình phải chia sẻ giúp em nha mấy chị nha. Mình mua, mình muốn mua đầm sao giá 69.000 thì mình nhớ là chia sẻ giúp em. Tại vì á, nếu mà chị nào không chia sẻ là bên em sẽ không bán với giá 69.000 đâu nha chị nha. Hello chị Hương Liên nè. Rồi mấy chị ơi, chị nào mà vào rồi là mình nhớ là mình chia sẻ giúp em. Chia sẻ càng nhiều càng tốt nha. Chia sẻ càng nhiều thì bên em sẽ càng áp dụng mà nhiều luôn nha. Chị Hương Liên ơi, mình nhớ chia sẻ giúp em cho mấy chị nha. Tại vì á, chị nào mà chia sẻ nhiều bên em sẽ áp dụng chương trình 69.000 cho mình. Còn chị nào mà chia sẻ ít là bên em không áp dụng chương trình 69.000 cho mình đâu nha. Cho nên là mình lưu ý, đã vào livestream mình mua đầm 69.000 rồi á, mua đầm rất là rẻ rồi. Và bên em sẽ áp dụng cho những chị nào sẽ ưu ái hơn, cho những chị nào mà sinh viên hay là những bà mẹ mà bỉm sữa. Để biết nếu mà chị nào mà đang muốn kinh doanh mà mình không muốn, mình muốn ở nhà kiếm tiền mà mình không có thời gian thì mình like, nếu mà mình rảnh 1-2 tiếng gì đó thì mình lấy những cái bộ này về và sau đó mình live stream mình bán hay là mình chụp hình gì đó mình bán ha mấy chị ha, rất là ưu đãi luôn. Tính ra là 69.000 chạy ra là 70.000 nhưng mà mình mua được số lượng nhiều thì cũng 69.000 và tiền ship rất là rẻ luôn. Và sau đó mình bán 100-120 gì đó, những cái bộ này bán 100.000-120 bên em bán rất là chạy trên thị trường luôn. Cho nên là nếu mà chị nào mà mình đang muốn mua đầm về để mình kinh doanh á thì mình nhanh tay nha. Thấy em không chị? Em thấy chị Đỗ Tâm Thái Bảo nha chị nha. Không gọi điện thoại hả chị Huỳnh Nga ơi, mình để lại số điện thoại khoảng trống sĩ giúp em, có nhiều khi là sợ là bị sót đơn á, không có nhân viên gọi cho mình á bị sót đơn nha. Rồi thì hiện tại mà chị nào mình đang muốn mua đầm với giá rẻ thì mình nhanh tay nào mình chia sẻ giúp em. Mỗi chị chia sẻ giúp em vào 5-6 nhóm gì đó nha chị nha, để bên em mới có bảng với giá 69.000 cho mình nha. Hello chị Liệu Bích nè. Hello Đỗ Thái Bảo nè. Rồi hello Mạnh Nguyễn nha. Rồi hello tất cả các chị ở trong livestream luôn. Mấy chị ơi, mình mua đầm với giá sale 69.000 thì mình nhớ là chia sẻ giúp em. Em sẽ lên rất là nhiều mẫu xinh cho mình luôn. Thứ nhất là những cái mẫu mà zoom nè. Thứ hai là những cái mẫu váy xòe hay là váy công chúa hay là những cái mẫu đầm body có hết nha. Có rất là nhiều luôn nha chị nha. Vậy hả, cảm ơn chị Nguyễn Nguyên Hoàng nha, đợi nãy giờ hả. Vậy mình nhớ là mình chia sẻ giúp em nha chị nha. Mình nhớ là mình chia sẻ giúp em nha. Tại vì chia sẻ nhiều thì nhiều chị vào bên em mới lên đồ cho mình. Và lên đồ là rất là nhiều luôn. Cho nên là mấy chị yên tâm mà mình không có hàng. Và cú pháp đặt hàng cũng rất là dễ luôn. Chỉ cần để lại số điện thoại, khoảng trống, mã, khoảng trống, địa chỉ giúp em thôi là ok nha chị nha. Và mình chỉ cần để lại một địa chỉ một lần trên cái livestream này thôi. Để lại địa chỉ một lần trên cái livestream này thôi nha chị nha. Cho nên là mình yên tâm. Hello Lena nè. Sao bữa nay live trễ hả? Đâu, cũng 5 giờ mà do là giống như là mệt quá cho nên nghỉ ngơi á. Cho nên là quên luôn. Rồi hello chị Nguyễn Thị Thùy Trinh. Rồi hello tất cả các chị luôn nha. Rồi mấy chị ơi, mình nhớ là mình chia sẻ giúp em nha. Mình chia sẻ giúp em thì mới áp dụng chương trình 69.000 nha. Còn chị nào mà không chia sẻ em sẽ không áp dụng chương trình 69.000 cho mình đâu. Cho nên là mình lưu ý giúp em. Vào rồi thì mình nhớ là chia sẻ để em lên đồ cho mình nha. Hello Trần Công Hiếu nè. Hello tất cả các chị nha. Rồi chị nào mà đem mình muốn mua đồ rẻ thì mình nhanh tay comment lên giúp em nha. Tại vì lát nữa mình đặt đồ nhanh thì sẽ có nhiều comment mà nó sẽ bị ẩn. Cho nên là em sẽ không có thấy hết được comment của mấy chị. Cho nên là chị nào mà mình đang muốn mua đồ rẻ, đồ sale thì mình nhanh tay chia sẻ giúp em. Để lát nữa nó hiện comment lên em còn thấy và trả lời mấy chị nha. Rồi hello chị Bùi Thanh nè, hello chị Hồng Ngọc nha. Mấy chị ơi mình nhớ chia sẻ giúp em nha. Hello chị Thương Thương nè. Mình nhớ là mình chia sẻ giúp em nha mấy chị yêu nha. Thì bên em mới áp dụng chương trình nha. Rồi, bây giờ hiện tại là chị nào mà đang có ở trong livestream mình comment và mình chia sẻ giúp em. Để em xem coi là mình đã chia sẻ giúp em được bao nhiêu lần rồi nha mấy chị nha. Tại vì rất là nhiều chị mình chưa có chia sẻ, mà những chị nào không chia sẻ em sẽ không bán đầm với giá rẻ đâu nha. Em nói trước, chị nào mà không hả chia sẻ em không có bán đầm 69.000 cho mình đâu. Cho nên là mình lưu ý giúp em, mình nhớ là chia sẻ giúp em.
Rồi hello chị Nguyễn Tiến Đạt nè. Đó, like nào hay chị cũng vô hết nha. Rồi rồi hiện tại thì chị nào? Ok chị Xuân Liễu mình nè, hello chị nè. Rồi hello chị Mạnh Nguyễn luôn. Chị nào mà đang ở trong livestream mình comment lên giúp em sẽ lên đầm từ từ cho mình nha. Rồi 69.000 nha mấy chị nha, 69.000 bao giá thị trường luôn. Chị nào đặt nhanh thì có hàng, đặt chậm không có đơn hàng nha chị nha. Chị nào đặt nhanh thì có hàng, đặt chậm không có đơn hàng luôn. Rồi. Sao chị chia sẻ không được hả? Ủa sao kỳ vậy chị ơi, sao mà chia sẻ không được? Nhiều chị vẫn còn đang chia sẻ được mà. Mình kiểm tra lại giúp em coi như thế nào. Tại vì hiện tại là nhiều chị vẫn đang chia sẻ rất là ok luôn á. Nhiều chị đang, người ta đang chia sẻ rất là ok luôn á chị. Mình kiểm tra lại giúp em nha. Rồi hello chị Lê Thu Hoài nè, hello chị Thương Thị Tố Nhi, hello chị Quỳnh Nguyên, hello chị Trâm Hồng, hello chị Thanh Thủy nè, cái đầm chị đang mặc mang đẹp. Rồi lát nữa em giới thiệu cái đầm của em luôn nha, cho nên là mình yên tâm nha. Rồi bây giờ là em sẽ lên từ từ mẫu, mấy chị mình nhớ chia sẻ giúp em nha. Đây, em lên trước cho mình một cái zoom, cái này là zoom lửng nha chị nha. Đây, một cái zoom lửng rất là xinh, một màu đen bao sang trọng luôn nha. Đây, ở trên là ren như thế này, tay ren nha, tay lửng nha chị nha. Và phần dưới của nó là zoom lửng nè, có hai túi luôn. Và ở phần eo của nó là có điểm nhấn là những cái hở đá như thế này nha chị nha. Đây, những cái đá như thế này nè nha. Đây nha. Rồi, thì cái bộ này, lát là em sẽ đứng lên giới thiệu bộ của em nha. Cho nên là mình chờ giúp em một xíu. Rồi. Rồi đây nha chị nha, đây, đây ạ, à, đây. Rồi đằng sau có khóa kéo luôn nha chị nha. Rồi đằng sau có luôn khóa kéo. Bộ này mã số là H01, 52kg đổ xuống giúp em. H01 khoảng trống, số điện thoại và địa chỉ giúp em nha. Mã số H01, số điện thoại và địa chỉ giúp em đây nha. Một cái zoom 52kg đổ xuống vừa nha chị nha, zoom lửng nha. Rồi chị nào lấy bộ này nhanh tay để lại liền giúp em nè. Số điện thoại khoảng trống H01 nha, khoảng trống địa chỉ giúp em. Một màu đen duy nhất 69.000 nha chị nha, 69.000. Rồi cảm ơn chị Trần Thị Ngọc Bơ đã chia sẻ nè, lát nữa em sẽ đứng lên cho mình xem cái đầm của em nha chị nha. Rồi hiện tại chị nào lấy bộ đó để lại liền giúp em, số điện thoại khoảng trống H01, một cái zoom lửng rất là xinh nha chị nha. Chị nào đặt hàng nhanh còn có một cái duy nhất à, chị nào đặt hàng nhanh thì còn hàng, đặt chậm tay coi như không có hàng luôn nha mấy chị nha. Chậm tay là không có hàng, tại vì mỗi mẫu em sale còn có một cái thôi nha mấy chị nha, cho nên là lưu ý 69.000. Rồi tiếp theo, một cái yếm nha chị nha, cái này dạng như là zoom nha, dạng cái zoom rất là xinh luôn đây mấy chị ơi. Đây, ở phần dưới của nó là dạng zoom và bên ngoài có phối một lớp lưới nha chị nha. Đây, dạng zoom bên ngoài có phối một lớp lưới, cổ của nó là cổ yếm rất là xinh như thế này luôn. Và đằng sau có khóa kéo mặc lên bộ này rất là sang trọng nha chị nha. Bộ này khoảng tầm 52kg đổ xuống giúp em. Và vòng eo dưới 72 giúp em thì vừa nha. Vòng eo dưới 72 giúp em là vừa nha chị nha. Đây ạ, đằng sau có khóa kéo. Rồi, mã số là H02 nha. Bộ này mặc lên sang cực kỳ nha chị nha. Mặc lên sang cực kỳ luôn. Rồi, mã số là H02. Chị nào lấy bộ này nhanh tay để lại liền giúp em. H02 khoảng trống, số điện thoại khoảng trống, địa chỉ luôn giúp em nha chị nha. H02 nha. Rồi hiện tại em thấy rất là ít lượt comment của mấy chị luôn, không biết là nó bị ẩn comment hay như thế nào nha. Mấy chị ơi, chị nào mà comment em không thấy, mình comment liên tục giúp em nha chị nha. Comment liên tục giúp em để em thấy được comment của mấy chị nha. Rồi em thấy comment của chị Thương Thương nè. Rồi chị nào mà đặt hàng để lại giúp em đầy đủ cú pháp nha. Đa số điện thoại, khoảng trống mã, khoảng trống địa chỉ giúp em nha chị nha. 69.000 em bao giá thị trường luôn. Và em đảm bảo luôn khi mà mấy chị mua về mặc lên rất là sang, giống như cái bộ đầm em đang mặc đây nha chị nha. Đây, bộ đầm em đang mặc 69.000 luôn, cũng là giống như những cái bộ trước. Thì là mặc lên thì form của nó sẽ rất là đẹp như thế này nha. Cái đầm của em là một cái váy xòe và chất liệu của nó là ren hai lớp nha. Đằng sau có khóa kéo luôn cho mình nha chị nha. Đây ạ, chất liệu của nó là ren hai lớp, cực kỳ xinh, cực kỳ dễ thương luôn cho mình nha. Đây như thế này nha. Rồi, bộ này mã số là H50 nha chị nha, H50 nha chị nha. Chị nào thích bộ này nhanh tay để lại liền giúp em nha. Mặc lên thì mấy chị sẽ thấy được cái form dáng của nó đẹp như thế nào. Do là em cầm lên cho nên là nhiều chị không thấy được cái form, cái dáng của nó đẹp nha. Nhưng mà mặc lên người như thế này nha chị nha, bộ này cũng giống như những bộ đó thôi. Là chung một sale hết, đây, sale hết đó.
mặc lên rất là đẹp nha. Rồi bộ của em mã số là H50 nha. H50 ok chị Thảo Nguyễn, H50 nè. Em nói rồi, mặc lên rất là đẹp nha mấy chị nha. Đồ bên em mặc lên cực kỳ đẹp luôn. Những cái bộ trước mà chị nào không đặt phí lắm, tại vì mặc lên người đi mới đẹp nha. Rồi nha, em nói trước mặc lên cực kỳ đẹp cho mình luôn nha chị nha. Mặc lên rất là đẹp nha. Rồi đây em lên tiếp tục cho mình luôn. Một cái này là một cái váy body rất là sang luôn nha chị nha. Một cái váy váy dạng như là xòe á, xòe chứ, xòe không phải body. Một cái váy xòe nhẹ nha chị nha. Đây ạ, xòe nhẹ đằng sau có khóa kéo luôn cho mình nha. Chất liệu của nó là thun cá. Bộ này 52 53 kg độ xuống. Vòng eo dưới 72 hoặc 73 giúp em nha chị nha. Ở vòng eo của nó là có phối như thế này nha, để mặc nó làm nó nổi bật hơn, nó đẹp hơn nha chị nha. Đây. Rồi. Ủa là cái này. Rồi đây nha chị nha, đây nha. Đằng sau có khóa kéo rồi, bộ này mã số là H121 nha. Đây mã số H121, một cái váy xòe màu đỏ nha chị nha. Rồi H121 52 kg đổ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em nha. Rồi H121 H50 hết rồi chị ơi. H50 hết rồi. H121 cái bộ đó rất là xinh nha. Chị nào thích cái bộ váy xòe đó mình nhanh tay giúp em nha chị nha. Bộ váy xòe đó mặc cực kỳ xinh cho mình luôn á. Mặc rất là xinh nha chị nha. Rồi không chị ơi, những cái bộ sale bên em có một bộ không mặc thử được nha chị Ngân Nguyễn nha. Có một bộ là qua rất là nhanh và chị nào tin tưởng, tại vì cầm lên không có thấy được hết cái form đầm của mình. Cầm lên không có thấy được hết cái phong đầm của mình, cho nên là nhiều chị nghĩ là cầm lên chắc nó mặc không có đẹp như mặt đâu. Để lát bộ nào em rảnh em sẽ mặc lại một bộ cho mấy chị xem nha mấy chị nha, cho nên là mình yên tâm. Rồi mã số vừa qua là H121 nha. Chị nào lấy thì mình nhanh tay nha chị nha. H121 cái váy hồi nãy mặc rất là xinh nha. Rồi tiếp tục luôn, em lên cho mình là một cái mẫu đầm body bẹp vai nha chị nha. Đây, một mẫu đầm body bẹp vai như thế này luôn nha chị nha. Chất thun của nó là thun cát nha. Bẹp vai có phối ngọc trai cho mình luôn. Mẫu này đằng sau có khóa kéo nha chị nha. Đây ạ, đằng sau có khóa kéo luôn cho mình nha chị nha. Rất là xinh luôn, bẹp vai như thế này nha. Đây đây nha chị nha. Rồi 69.000, chị nào lấy nhanh tay. Mã số là D185 nha. 52 kg đổ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em. Rồi 52 kg đổ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em nha chị nha. D185 rất là xinh nha. Đây nha chị nha. Đây nha chị nha, vòng eo đây nha chị nha, thoải mái nha. Đằng sau là có đổi hôn luôn nha mấy chị nha. Đây ạ, mã số là D185. Chị nào thích nhanh tay để lại liền giúp em nha. D185 nha chị nha. Rất là xinh một mẫu đầm body này luôn. Và 52 kg đổ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em nha. 52 kg đổ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em mới vừa nha chị nha. Vòng eo không dưới 72 không vừa nha. Rồi chị nào mà lấy bộ nào mình nhanh tay đặt hàng liền giúp em nha chị nha. Nếu mà những chị nào mà không tin đó thì mình đừng đặt hàng luôn. Tại vì bên em đảm bảo hết, cho nên là mấy chị yên tâm, không phải là bán đồ trôi nổi hay là mặc không vừa hay là động rinh hay là như thế nào đó, mà mấy chị lo nha. Bên em bán thẩm giờ rồi cho nên là mấy chị yên tâm. Chị Bi Su nè, chị ơi mình cho em cái khoảng cách ngay chỗ là D185 giúp em nha chị nha. Số điện thoại khoảng trống D185 nha chị nha, khoảng trống địa chỉ nha. Đàm em đang mặc hết rồi nha, hết rồi. Chị Ngân Nguyễn cho em xin cái địa chỉ luôn nè. Rồi tiếp tục, một mẫu đầm body chất liệu của nó là thun cát nha chị nha. Một mẫu đầm body chất liệu thun cát nè chị yêu ơi, đây rất là xinh. Nó có đính nút cho mình nha chị nha. Đây nó có đính nút ở trên cho mình luôn. Và ở phần eo của nó có đính nút luôn nha chị nha. Phần eo của nó có đính nút luôn. Rồi phần eo của nó xuống là có đính nút như thế này luôn nha chị nha. Rất là xinh nha chị nha. Đây có đầm dài, đây đầm dài đây chị ơi, đầm phơm dài đây nha. Em cao 1m6, bộ này mặc ngang gối. Chị nào thích mặc dài thì mình để, không á thì mình cắt lên giúp em nha. Đây, rồi mã số là D200. Rồi mã số là D200 nha chị nha. Chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em nha. D200 nha. Rất là xinh nha. Bộ này 52-53 kg đổ xuống, vòng eo dưới 73 giúp em là vừa nha. Mặc lên xinh cực kỳ luôn.
Mẫu em đang mặc hết rồi, D200 nha, 69.000 một cái, 60kg không vừa. Rồi D200 chị nào lấy nhanh tay một cái duy nhất nha, em qua mẫu rất là nhanh, không có thử được nhiều. Do là mỗi mẫu hàng sale có một cái là qua là em qua liên tục luôn, không có thử được nhiều. Cho nên là mấy chị ơi, mình cứ mua về. Nếu em nói em mặc tay những cái này em cũng bán 69.000 nè, nhưng mà mặc rất là đẹp nha chị nha. Body ôm sẽ được, em mới qua một cái mẫu body đó chị ơi, cái mẫu đó là mẫu body đó chị ơi. Cái bộ hồi nãy là body đen á, mã số là D200 nha. D200 nha chị nha. Ok chị Vân Nguyễn nè. Chị ơi cho em luôn cái địa chỉ cụ thể ra nha. Chị ghi là An Bình Dĩ, An Bình Dương á, bên em không có biết địa chỉ cụ thể của mình á. Chị Bảo Lâm ơi, nếu mà đặt hàng không thấy gọi là cái bộ đó hết hàng rồi đó chị yêu ơi. Rồi tiếp tục nha, một cái mẫu váy xòe yếm nha chị nha. Một cái mẫu váy xòe yếm đằng sau có khóa kẽo cho mình nha chị nha. Chất liệu của nó là ren hai lớp, ở vùng dưới là khung cát nha chị nha. Một cái chất liệu yếm nha, ở trên là yếm nè, ở phần dưới của nó là khung cát nha, ren hai lớp. Bộ này mã số là D187, 52kg đổ xuống nè. Rồi 52kg đổ xuống giúp em nha chị nha. 52kg đổ xuống giúp em nha chị nha. Đây mã số là D187, mặc rất là xinh nha, mặc cực kỳ xinh luôn nha chị nha. Bộ này mặc lên rất là xinh. Rồi cái gì vậy chị Trần Quyên ơi, chị xem lại cái nào ha. Chị Trần Quyên mình muốn xem lại cái nào, mình comment lại giúp em. Cái mã hồi nãy là D200 nha, D200 nha. Zoom dài ở đầu livestream em mới lên rồi á chị Quyên Trần ơi. Zoom dài ở đầu livestream em có lên rồi nha. Rồi ok, Lê Ảnh Nguyệt nè, D187 nè nha. Em mặc nhận được hàng rồi, vì bầu nên mặc hơi chật hả. Rồi ok, phố Biên nè, do là mình bầu, mình đẻ xong rồi mình mặc nha. Rồi ok nè, chị ơi, mình đặt hàng đúng phút pháp giúp em đi nha. Mình để đen đỏ bên em không có chốt được hàng cho mình đâu nha. Rồi tiếp theo em lên cho mình luôn. Đây, một cái váy yếm, một cái váy dạng như hai dây yếm rất là xinh đây nha chị nha, màu xám nha. Đây màu xám nha, ở phần dưới là có một lớp thun rất là xinh như thế này luôn nha chị nha. Đây cái em đang mặc hết hàng rồi, hết hàng rồi, hết hàng rồi nha. Đây một cái váy màu xám rất là xinh nha chị nha. Đây có một có đầm có tay luôn nha chị, chờ giúp em một xíu để lát nữa em xem rồi em lên. Rồi đây nha, một cái đầm váy xòe rất là xinh luôn. Bộ này mặc lên rất là xinh nha ha. Mấy chị chờ em một xíu, em đi thay cái này luôn để cho mấy chị xem nha. Đây em nói đồ trầm lên cái nào em thích, em mà giống như là nói chung là mình trầm lên đại mà mình thay một cái là mặc lên rất là đẹp thôi. Bây giờ có người đặt rồi em sẽ qua mẫu khác nha. Ok Vinh Quỳnh nè, 198, mã số này là D198 nha. Rồi mã số em đang cầm là D198 nha chị nha, D198 nha, D198 nha chị nha, mã số là D198 nha. Rồi chị nào lấy nhanh tay mặc rất là xinh luôn em đảm bảo nha. Đó, mã số là D198 rất là xinh, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. D198 nha, mình bầu mấy tháng rồi Phố Bi ơi, mình bầu mấy tháng ha. Cái bộ hồi nãy là D198 nha, chị nào lấy thì mình nhanh tay lên giúp em nha. Số điện thoại khoảng trống D198, khoảng trống địa chỉ giúp em. Rồi đây, một cái váy dạng như cái váy của em. Chị nào mà hồi nãy chưa đặt được cái váy của em, mình lấy nhanh tay cái váy này nè, rất là xinh, y chang luôn, tựa tựa nha. Đây, cái này cổ tròn, cái này thì cổ tròn, cái của em là cổ V đây nha chị nha, nhưng mà cái form, cái kiểu của nó cũng tựa tựa luôn. Đây nha, cái form, cái kiểu của nó cũng tựa tựa luôn nha chị nha. Đây nha, tựa tựa hết nha. Đây, rồi, mã số là D197 nha, D197. Chị nào mà hỏi cái của em nhanh tay lấy cái này đi, y chang luôn, nhưng mà nó chỉ có khác cái cổ thôi. Đây, D197 nha chị nha, D197 rồi, nhanh tay. À, chị không thấy người gọi có nghĩa là hết hàng rồi đó chị ơi. Những cái bộ mà không có ai gọi là hết hàng rồi nha chị nha. Cho nên là mình đặt cái mẫu khác giúp em nha. Rồi mã số là D197 nha. Chị nào lấy nhanh tay nào, y chang cái của em luôn. Cái bộ đó là tựa y chang luôn á. Chị nào mà hỏi cái của em mà hết hàng á, mình đặt cái bộ đó giúp em. Mã số là D197 nha. Ok chị Bảo Lam nha. Rồi cái bộ hồi nãy giống cái bộ của em là D197 nha, D197. Rồi em lên cho mình là một cái maxi luôn nha chị nha. Em lên cho mình là
Em lên cho mình là một cái maxi luôn nha chị nha, một cái taxi bẹt vai cho chị nào đi biển hay là mình đi dạo đồ này kia nha chị nha. Chị nào đi biển hay đi dạo đồ này kia rất là xinh luôn. Đây có độ hôn co giãn và chất liệu ở trên của nó là chất ren nha. Ở dưới của nó là vôn nha chị nha, vôn hai lớp, bên trong có một lớp thun, bên ngoài là một lớp vôn nha chị nha, rất là xinh luôn. Rồi bộ này đây có mạc luôn nè mấy chị ơi, còn cả mạc luôn nha mấy chị nha, còn cả mạc luôn nha. Rồi mã số là D141, bộ này 53kg đổ xuống, vòng eo dưới 73 giúp em nha. D141 nha chị nha. Rồi 53kg đổ xuống nha. Cái mẫu đó mặc rất là xinh nha chị nha. Cho nên là chị nào lấy thì mình nhanh tay giúp em. Một cái maxi chị nào mà hồi nãy em nói rồi đó chị ơi, là 52-53kg đổ xuống, vòng eo dưới 72 hoặc 73 giúp em nha chị nha. Vòng eo dưới 72 hoặc 73 giúp em là vừa nha. Ok chị Nguyễn Thị Hiền, cho em xin địa chỉ nè. Có địa chỉ bên em ưu tiên nha. Mấy chị ơi chờ giúp em một xíu. Rồi tiếp tục nha. Rồi tiếp tục luôn. Rồi em lên cho mình tiếp tục luôn. Một cái váy cổ yếm rất là xinh. Hồi nãy cái bộ này em có qua rồi nè. Đây nha chị nha, bộ này em có qua rồi nha. 69.000 nha chị nha. Bộ nào cũng 69.000 hết. Bộ của em hết rồi chị ơi. Nãy em có lên cho mình một cái bộ tựa luôn á, nhưng mà không ai đặt nha. Rồi đây, một cái váy yếm rất là xinh nha chị nha. Chất liệu của nó là ren hai lớp nha chị nha. Ở phần dưới là có thun cáp nha chị nha, thun cáp nha chị nha. Rồi đây đằng sau có khóa kéo, mã số là D83. Bộ này mặc xinh cực. Bộ này lên form mặc xinh cực luôn em nói thật. D83 chị nào lấy nhanh tay, 52kg đổ xuống, vòng eo dưới 72. Đừng có để váy đỏ, váy trắng, váy đen gì hết. Lấy để cho em là số điện thoại, khoảng trống, mã số, khoảng trống, địa chỉ. Chị ơi, bộ em mặc hết rồi và chị đặt như vậy cũng không có hàng cho mình đâu. Rồi cái bộ hồi nãy mã số là D83 nha chị nha. Cái bộ màu đỏ D83. Chị nào lấy nhanh tay giúp em nha, D83 nha. Ok Huỳnh Hoa, cho em xin địa chỉ đi. Rồi tiếp theo, một cái váy xòe rất là xinh nha chị nha. Có váy yếm chuỗi nha, một cái váy xòe rất là xinh. Chất liệu của nó là ren hai lớp nha chị nha. Ở phần dưới của nó là lưới hai lớp luôn nha chị nha. Đây ở phần dưới của nó là lưới hai lớp, đằng sau có khóa kéo, bộ này mặc xinh cực luôn nha chị nha, và tôn da tôn giãn luôn nha. Đây ạ, rất là xinh luôn. Rồi mã số là D57 nha chị nha, D57 nha, D57. Chị nào lấy nhanh tay giúp em, chị Thúy Ruby ơi, mình đặt cái mã số nào. Ok D83 màu đỏ chị ơi, có khoảng cách nha chữ D83 giúp em đi. Rồi D57 chị nào lấy nhanh tay nha, D57 nha chị nha, đặt nhanh tay để lại liền giúp em D57 nha. Không ấy hay gọi có nghĩa là bộ đó hết hàng đó chị ơi. Không có người gọi có nghĩa là bộ đó hết hàng nha. Rồi tiếp nha, em lên cho mình là một cái váy xòe rất là xinh luôn. Đây, một cái váy rất là xinh cho mình luôn nha mấy chị nha. Đây nha mấy chị nha. Rồi không biết là chị nào có muốn em đi thay không, em thay cho mình thử một bộ luôn để cho mấy chị biết là form lên như thế nào. Cầm lên thì form nó sẽ không có đẹp được khi mà mình mặc lên người. Cầm lên như vậy nè sao mà nó đẹp được, mặc lên người nó mới ra form ra dáng thì mới đẹp được nha mấy chị nha. Còn nhiều chị mà sợ em cầm lên như vậy em mặc không có đẹp đâu thì mình đừng đặt luôn em nói thật, tại vì mặc lên người đi mình mới thấy nha. Đây rồi mã số là D186 nha chị nha, D186. Bây giờ em đi thay bộ này, chờ giúp em một xíu. Rồi đây nha mấy chị nha, đây em thay lên nó sẽ đẹp nha mấy chị nha. Đây bởi vậy nhiều chị nói là cầm lên thì nó sẽ không có lên form lên dáng. Đây nha mấy chị nha, đây em mặc lên cho mình xem nha. Đây nha, đằng sau có khóa kéo nha, mình kéo lên giúp em. Đây đây mấy chị thấy không, rất là xinh nha, nhìn như công chúa luôn, mặc cực kỳ đẹp nha chị nha, mặc cực kỳ đẹp nha. Cho nên là em nói trước, cầm lên không có ai thấy đẹp đâu, mặc lên người mới thấy đẹp nha mấy chị nha, mặc lên là mới thấy đẹp nha. Rồi em nói trước một cái thôi, chị nào mà không lấy là xong. D186 có địa chỉ luôn, mới chốt hàng nha chị nha. D
D186 nha, hồi nãy giờ mà chị nào không đặt những cái bộ trước mặc lên rất là đẹp. Những bộ trước mặc lên cực kỳ đẹp nha chị nha. Những bộ trước mà em like á, mặc lên rất là đẹp. Em nói trước nha. Rồi tiếp. Rồi một cái set nha chị nha. Tiếp theo em lên cho mình là một cái set luôn. Một cái set là kèm áo nha chị nha. Đây kèm áo 69.000 nha chị nha. Không có, mỗi cái có một cái thôi nha. Em 47kg nha. Rồi tiếp theo một cái áo, form của nó là form cánh dơi nha chị nha. Đây một cái áo, đây rất là xinh, mình mặc tới rúng nha, mình mặc kèm tới rúng. Và nó kèm luôn cho mình một cái chân váy. Cái bộ này mấy chị mua một được hai, kèm áo và kèm luôn cả chân váy. Mình có thể là mặc chân váy với những cái áo khác, hay là màu mặc áo với những cái chân váy khác đều được nha chị nha. Thoải mái đây nha, kèm theo cả chân váy ôm cho mình đó. Chân váy ôm nha. Rồi mã số là 196, 53kg đổ xuống. Mã số là D196 nha chị nha, 40kg mặc vừa hết. Rồi mã số cái này là D196, chị này lấy nhanh tay D196. D196 nha, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. Em nói rồi, ai đặt trước có hàng trước. Hồi nãy rất là nhiều chị em cầm lên không có đặt, không có nghĩ là xấu. Tại vì những bộ trước cũng vậy luôn. Mấy chị nghĩ là em cầm lên xấu, không có đẹp. Cho nên là cầm mà làm sao mấy chị biết được cái form dáng của nó mặc lên như thế nào nha. Cho nên em nói trước, chị nào tin shop em thì hãy đặt hàng nha, em nói thật. Chứ mà nhiều chị á, chờ em mặc lên không à, rồi mới đặt là hết hàng rồi. Rồi rồi tiếp tục nha. Rồi đó, em mặc lên một bộ, bây giờ mấy chị mới tin đúng không? Em nói thật, shop em làm ăn rất là uy tín, em bán trên trang cá nhân, làm ăn rất là uy tín, cho nên mấy chị yên tâm đi nha. Rồi tiếp tục, em lên cho mình là một cái hở váy xòe nha. Đây đẹp vai, váy xòe đẹp vai, cái này cũng rất là xinh nè mấy chị ơi. Chất liệu của nó là chất thun nha, chất liệu của nó rất là thun thoải mái nha. Các em đang mặc hết rồi nha mấy chị nha, đừng có đặt nữa. Đây, rồi một màu đen bạc vai xinh cực kỳ. Cái bộ này mặc lên rất là xinh nha chị nha, ren hai lớp. Rồi cái bộ này là 53-54kg độ xuống vừa. 53-54kg độ xuống vừa. Mã số là D184 nha. D184 nha. Rồi cái bộ váy xòe này là D184, rất là xinh nha chị nha. Chị nào lấy nhanh tay bẹp vai, không hề bị tụt lên tụt xuống nha. D184 nha. Bộ em hết rồi nha. Vậy hả chị Sandy Đoàn ơi. Vậy đúng rồi, mình bởi vì mình mặc đồ đâu có biết đẹp là cái gì đâu đúng không chị ơi. Cho nên là em lóc chị nha, nói chị rất là kỳ cục, bởi vậy là mình ăn mặc cho nên là không có biết đẹp được luôn á. Rồi D184 nha, chị Liễu Bích nè, cho em xin cái địa chỉ và số điện thoại của mình nha chị nha. Rồi tiếp theo nha. Rồi mã số tiếp tục luôn, D195, một cái zoom rất là xinh. Đây một cái zoom rất là xinh nha chị nha, một cái zoom cực kỳ xinh luôn. Rồi một cái zoom rất là xinh nha chị nha, bèo ở phần trên, zoom nha, zoom đây zoom, kèm theo dây buộc nơ ở bụng hoặc đằng sau gì đều được, không thích thì mình cắt ra luôn, không thích mình cắt ra vẫn được nha chị nha. Đây nha chị nha, zoom bèo nha, đằng sau có độ hung co giãn cho mình luôn, thoải mái nha. Zoom nha chị nha, cái màu vàng này là màu vàng nghệ nha, không phải là màu vàng chanh nha, màu vàng nghệ. Mã số là, rồi mã số là D195 nha chị nha. D195, chị nào lấy nhanh tay zoom nha. Màu vàng nghệ, mặc rất là xinh, rất là sáng da luôn. Còn một cái duy nhất, chị nào đặt thì nhanh tay để lại liền giúp em. D195 khoảng trống địa chỉ nha, mặc lên rất là xinh nha chị nha. Mặc lên cực kỳ xinh luôn, cho nên là chị nào hết thì mình nhanh tay nha. Chị ơi, em sợ là qua mẫu một cái là hết rồi á. Chị ơi, qua mẫu một cái là hết rồi á. Rồi em lên tiếp cho mình nha. À, bộ zoom đó thì tầm 52kg độ xuống chị ơi. 52-53kg nha. Bộ em đang mặc hết rồi. 52-53kg độ xuống bộ hồi nãy giúp em nha. Rồi tiếp theo nha. Đây một cái váy sơ mi. Cái này váy sơ mi nha chị nha. Váy sơ mi, form của nó là form rộng nha. Form của nó là form rộng nha chị nha. Đây, váy sơ mi nha chị nha. Kèm cho mình một cái dây buộc eo luôn. Chị nào thích form rộng thì mình khỏi buộc. Còn chị nào không thích form rộng, mình muốn buộc lại, buộc eo lại làm điểm nhấn nha chị nha. Rất là xinh. Một màu hồng của nó là màu hồng cực kỳ đẹp nha. Đây, màu hồng cực kỳ đẹp luôn.
Đây nha chị nha, sơ mi nha. Chất liệu của nó là sơ mi lụa, bộ này 55kg đổ xuống vừa, mã số là D190, mặc rất là xinh nha. Sơ mi lụa mặc rất là xinh luôn nha chị nha, D190 nha. Chị nào lấy nhanh tay D190 một cái duy nhất, bộ này bán 69.000 bên em lỗ. Đây, đây nha chị nha, màu hồng rất là xinh nha, D190, có cả dây buộc nơ luôn nha chị nha. Dây buộc eo như thế này luôn nha chị nha, rất là xinh luôn. Rồi D190 chị nào lấy nhanh tay nha chị nha, 55kg đổ xuống nha. Có dâm nữa nha chị nha, có rất là nhiều luôn nha. Rồi D190 chị nào lấy nhanh tay cho em là D190, khoảng trống số điện thoại và địa chỉ nha. Có cả dâm, có cả đủ thứ luôn nha chị yêu nha. Áo cưới Ngọc Hiền cho em xin địa chỉ nha. Rồi tiếp theo luôn, rồi tiếp nha, em lên cho mình một mẫu đầm body bao sang luôn. Đây, một mẫu đầm body sang cực luôn nha mấy chị nha. Sáng em ở quận 7 nha, một mẫu đầm body sang cực luôn. Đây nha chị nha, ở phần bên hông của nó là có độ nhúng nha. Đây mấy chị mặc lên thì nó sẽ thấy rõ hơn, mặc lên nó sẽ thấy cái độ nhúng bên hông nha chị nha, rất là đẹp nha chị nha. Đây, rồi đằng sau có khóa kẽ luôn, chất liệu của nó là thun cá, mã số là D183, 52kg đổ xuống vòng eo dưới 72 là vừa nha. 52kg đổ xuống vòng eo dưới 72 là vừa giúp em. D183 nha chị nha, D183 giúp em nha, đây rất là xinh luôn. Rồi, chị nào lấy bộ này nhanh tay để đặt liền giúp em, 52kg đổ xuống vòng eo dưới 72. D183 khoảng trống số điện thoại, khoảng trống địa chỉ giúp em nha chị nha. Khách cũ nhưng mà chị cũng phải cho em xin cái địa chỉ á, tại vì qua một cái like mới á là người ta sẽ tính theo có địa chỉ luôn, sẽ chốt hàng trước á chị ơi. Rồi, mã số là D183 nha. 52-53kg đổ xuống vòng eo dưới 73 giúp em. Shop em ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh nha. Cái váy body đó mặc rất là xinh đó mấy chị ơi, cái váy body đó mặc cực kỳ xinh luôn á nha. Chị ơi, chị Nu Võ ơi, đừng có ghi cái em là body đen. Chị cho em xin cái mã số của cái đầm đó là D183. Cái mã số là D183, chị đừng có để là body đen nha. Chị cho em số điện thoại khoảng trống D183, khoảng trống địa chỉ giúp em nha. Số điện thoại khoảng trống D183, khoảng trống địa chỉ giúp em nha chị nha. Rồi tiếp theo một cái mẫu đầm body, mẫu này đi tiệc hơi bị sang nha chị nha. Một màu xanh, xanh cobalt nha. Màu xanh này mặc lên rất là sáng da nha chị nha. Đây, mặc lên cực kỳ sáng da nha chị nha. Rồi, một đầm body mặc lên cực kỳ sáng da cho mình luôn nha chị nha. Đây, đầm em đang mặc hết chị ơi, đầm em đang mặc em thấy ngọc diễm nè. Rồi, chị nào lấy bộ này nhanh tay nè, mã số là D86 nha chị nha. Bộ này 52kg độ xuống vòng eo dưới 72 giúp em. Đầm body này mặc lên sáng da cực kỳ luôn nha chị nha. Đây, sáng da cực kỳ luôn nha chị nha, sáng da cực kỳ luôn đây nha chị nha, cực kỳ sáng da luôn á, xanh cô ba nhá. Rồi mã số là D86, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha, một cái duy nhất luôn. D86 nha chị nha, em nghe này chị Anh Lan Ngọc ơi. Rồi, đầm em đang mặc hết rồi, đầm em đang mặc hết rồi nha. Rồi mã số là D86, cái đầm body xanh hồi nãy á, chị nào lấy thì nhanh tay giúp em. Chị muốn lấy sỉ để lại liền giúp em số điện thoại khoảng cất chống sỉ nha chị nha. Số điện thoại khoảng chống sỉ giúp em nha. Đúng rồi, cái đầm body hồi nãy hơi bị đẹp luôn á, D86 đầm body xanh rất là đẹp luôn á. Thôi để em thay cái đầm đó cho mấy chị xem ha. Tại vì đầm đó em cũng thích lắm, em thích lắm. Rồi chờ em một xíu nha. Rồi mấy chị ơi, do là cái đầm này nó bị lỗi rồi, nha. Chị nào lấy thì em lấy ở trong kho. Rồi cái đầm này nó bị lỗi rồi cho nên em sẽ thử cái khác nha. Nó bị lỗi một xíu rồi. Rồi lát em sẽ thử cái khác nha. Rồi tiếp tục luôn nha, lát em sẽ thử cái khác với chị yên tâm. Do nó bị lỗi rồi, em chưa kịp kéo áo luôn á. Rồi tiếp tục em lên cho mình là một cái set nha, là kèm áo cúp ngực và kèm cả chân váy cho mình nha chị nha.
Đây màu hồng phấn nha chị nha, đằng sau có khóa kéo nha chị nha. 69.000 nha, đằng sau có khóa kéo. Chị Huỳnh Phượng ơi, mình lấy sỉ để lại giúp em là số điện thoại khoảng trống sỉ giúp em. Lát nữa sẽ có nhân viên báo cách thức lấy sỉ cho mình nha chị nha. Lát nữa có nhân viên báo cách thức lấy sỉ cho mình nha. Đây, dạng như là nó làm áo dài nha chị nha. Đây có hai bè, hai tà rất là xinh. Kèm theo luôn cho mình là một cái chân cái quần nha, cái quần, quần giả váy. Đây, quần giả váy. Và kèm luôn cho mình là một cái dây hắc cổ, dây cái dây đeo cổ nha chị nha. Rồi mã số là D81 nè, chị nào lấy nhanh tay giúp em D81 nha, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha chị nha. D81 ạ. Rồi chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em. Rồi một cái đầm sơ mi bao xinh luôn, cái đầm này bên em bán chảy hàng cả ngàn cái á. Bộ này rất là xinh nè, chị nào không lấy rất là tiếc nha. Rồi đây, một cái sơ mi cực kỳ xinh cho mình nha chị nha. Sơ mi váy xòe, sơ mi xòe, sơ mi xòe nha chị nha. Đây sơ mi xòe một màu đỏ đô. Đây sơ mi xòe nha chị nha, váy xòe một màu đỏ đô. Đây nha, chất liệu của nó là sơ mi lụa tay dài xăng lên giúp em nha chị nha. Ở vòng eo của nó là có dây hắc để nhấn vòng eo luôn nha chị nha. Rất là xinh cái bộ này luôn. Rồi mã số là D82 nha, một màu đỏ đô nha chị nha. Một màu đỏ đô D82, chị nào lấy nhanh tay nha. Một màu đỏ đô rất là xinh luôn. Do là tay dài cho nên là mấy chị ơi, mình là xăng lên giúp em nha. Đây, nó sẽ như thế này, mấy chị mặc vô sẽ có cái dây buộc nơ làm nhấn phần eo lại. Đây nha mấy chị nha, làm nhấn phần eo lại rất là xinh như thế này luôn. Đây nha. Đây, rồi mặc lên rất là xinh nha, dạng xòe nha chị nha. Rồi D82, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. Rồi D82, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. Một màu đỏ đô rất là xinh nha. Ok chị Đào Lima nè, D82 nhá. Rồi, chị nào đặt nhanh thì có hàng, đặt chậm là không có hàng đâu nha. Rồi, tiếp theo một cái váy rất là xinh luôn. Một cái váy sọc nha, một cái váy sọc cực kỳ xinh cho mình luôn nha chị nha. Đây ạ, chất liệu của nó là von cao cấp nha. Chất liệu của nó là von cao cấp nha. Đây nha chị nha, đây chất liệu của nó là hai lớp nha chị nha. Đây đằng sau có khóa kéo luôn cho mình đây nha chị nha. Rồi mã số này là D177 kèm cả dây HL luôn. Đây kèm dây HL cho mình luôn. Mã số này là D177. Mặc lên bộ này rất là xinh nha chị nha. Bộ này rất là sang, mình mang guốc lên nữa rất là sang nha. D177 chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. D177 nha. Rồi D177 chị nào lấy nhanh tay giúp em. D82 hết rồi đừng đặt nữa. Rồi D177 nha, cái váy đó xinh lắm, chị nào lấy thì mình nhanh tay lên giúp em nha. Rồi tiếp tục em lên cho mình một cái zoom, zoom nha, zoom cổ vét, zoom cổ vét rất là xinh luôn. Đây, zoom cổ vét nha, đây, zoom dài nha chị nha, zoom dài có dây buộc nơ, chị nào không thích dây buộc nơ mình cắt ra. Mình cắt ra giúp em nha chị nha, đây zoom cổ vét nha chị nha, đây ạ. Cổ vét nha, rất là xinh luôn, một màu hồng phấn nha, hồng phấn. Rồi, mã số là D84, chị nào lấy nhanh tay, D84, chị nào lấy nhanh tay nha, D84 nha chị nha. Rồi, D84, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha, D84 nha. D84 nha, cái bộ zoom rất là xinh luôn. Rồi, tiếp theo em lên cho mình một cái set nha, một cái set là kèm áo, áo và kèm cái chân váy luôn cho mình nha chị nha, đây. Áo tay dài nha, mình có thể phối cái áo này với những cái chân váy khác đều được. Những phối với những cái chân váy khác đều được nha chị nha. Đây, một cái áo tay dài nha. Ở bên hông có đính chữ, bên tay có đính chữ. Một bên tay có hình trái tim, bao tin luôn. Bao dễ thương luôn nha chị nha, đây nha. Rồi, một cái váy màu hồng rất là xinh luôn nha chị nha. Đây ạ, một cái váy xòe màu hồng nha, đây 52-53kg độ xuống vừa nha. 52-53kg độ xuống vừa giúp em nha chị nha, đây ạ. Kèm nha, một bộ luôn mà giá là 69.000, D74 nha chị nha. D74 chị nào lấy nhanh tay giúp em, D74, 74 nha chị nha. D74 chị nào lấy nhanh tay giúp em nha, D74 nha. Rồi D74 chị nào lấy nhanh tay giúp em nha mấy chị yêu ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp tục một cái zoom, hôm nay lên zoom hơi bị nhiều, zoom này cổ vét rất là sang trọng luôn. Đây, zoom cổ vét, chị nào chưa lấy được cái zoom hồi nãy thì mình lấy cái zoom này rất là sang. Đây nha chị nha,
Zoom nha chị nha, Zoom rất là sang nha chị nha, cổ vest cực kỳ sang trọng luôn nha chị nha. Đằng sau có khóa kéo rất là sang nha chị nha, đây ở mũi Zoom đây nha chị nha, cực kỳ sang cho mình luôn. Rồi mã số là D194, D194 khoảng trống số điện thoại và địa chỉ giúp em. D194 khoảng trống số điện thoại và địa chỉ nha. D194 khoảng trống số điện thoại và địa chỉ nha chị nha. Tiếp tục. Rồi đây một cái váy vét rất là xinh nha, một cái váy vét rất là xinh luôn cho mình nha chị nha. Đây váy vét ở phần dưới là đắp chéo nha, đắp chéo như thế này nè. Đây nha mấy chị nha. Đây cổ của nó là cổ vét, bộ này mặc rất là xinh nha mấy chị nha. Bộ này mặc cực kỳ sang cho mình luôn nha chị nha. Bộ này là mặc rất là sang luôn. Chị nào lấy nhanh tay nè, 52-53kg đổ xuống vòng em dưới 72-73 giúp em là vừa nha. Đây cổ vét nha, rất là xinh luôn. Đây nha. Rồi mã số là D78. Bộ này chị nào không lấy tiếc lắm, bộ này rất là sang. Bộ này rất là sang nha chị nha. D78 chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. D78 nha chị nha. D78 chị nào lấy nhanh tay giúp em ha. Bộ đó là mặc rất là sang nha chị nha. Váy xòe cổ vét đó mặc rất là sang. Chị nào lấy nhanh tay nha. D78 nha chị nha. D78. Chị Hương gọi cho em xin cái địa chỉ nè, khách mới. Cho em xin cái địa chỉ với chốt hàng nha. Rồi lên một mẫu maxi cho mình, màu cam nha chị nha. Màu hồng cam bao xinh luôn nha chị nha, bèo nha. Phần bèo ở trên, ở phần eo của nó là có độ hung co giãn nha chị nha. Phần eo của nó là có độ hung không có độ hung co giãn nha chị nha. Đây đây vôn hai lớp nha. Bộ này em bán 79.000, em lỗ vốn luôn á chị ơi. Bộ maxi hồng cam mặc bao xinh, đi chơi đi dạo đi tiệc đi biển đều được hết. Mã số là D189. D189 nha chị nha. Rồi D189 chị nào lấy nhanh tay giúp em D189 nè. Rồi D189 nha chị nào lấy nhanh tay giúp em nha chị nha. À nhiều người chốt, nhiều người đặt quá em không có đọc kịp hết đâu chị ơi. Chị nào mà có đơn hàng là gác và nhân viên sẽ gọi cho mình nha. Chứ nhiều đơn quá em đọc không có kịp hết đâu, qua liền liên tục cho mình mà. Rồi tiếp theo. Rồi một cái váy hai dây rất là xinh. Bộ này hồi nãy em có lên cái màu xám. Đây nha chị nha. Đây bộ này mặc lên xinh cực kỳ. Đây em thay cái bộ này cho mấy chị xem. Bộ này hồi nãy màu đỏ, màu xám có nhiều chị không có thích. Đây nha chị nha. Đây em nói thật, mặc lên rất là xinh mấy chị ơi. Hồi nãy bộ này có cái màu xám mà em cầm lên nhiều chị thấy không có đẹp. Màu xám mặc hơi bị tây nha mấy chị nha. Cái màu xám hồi nãy em cầm lên mặc hơi bị đẹp, đẹp hơn màu đen nhiều. Đây nha chị nha, đằng sau có khóa kéo, mặc đẹp hơn màu đen nhiều luôn á mấy chị ơi. Đây nha. Rồi mã số cái đầm em đang mặc là D188. D188 một cái duy nhất, chị nào nhanh tay thì còn nha. D188. Hồi nãy có cái này có cái màu xám nữa mà cầm lên nhìn chị thấy không có đẹp, không có đặt. Màu xám mặc rất là tay luôn. Màu xám mặc tay cực kỳ luôn á mấy chị ơi, màu xám mặc rất là tay luôn á, em nói thật. Rồi chị nào lấy nhanh tay nha. Số điện thoại khoảng trống, mã số khoảng trống, địa chỉ. Có một cái mà chị người ta đặt luôn rồi đó, chị hỏi là người ta đặt luôn rồi đó. Đó. Có một cái duy nhất mà chị mà vừa hỏi nhanh nhất luôn, chị là người hỏi nhanh nhất luôn và người ta đặt hết rồi. Rồi hết rồi nha. Hết rồi. Màu xám hả? Cái mã số cái màu xám không phải là cái mã số D188. Cái mã số màu xám là bao nhiêu á? H02 hay là H1? Hình như là H02 hay H121 gì chứ không phải là 188 nha. Cái màu xám không phải là D188 đâu. Rồi em lên cho mình là một cái mẫu váy xòe cổ yếm. Bộ này mặc cũng rất là sang. Bộ này mặc cũng sang cực kỳ luôn mấy chị ơi. Bộ này mặc sang cực kỳ luôn nha chị nha. Đây
chất liệu của nó là thun cát nha. Bộ này cổ yếm mặc lên cái phần trên nó ôm như cái này nè, phần dưới cũng xè ra, cũng dạng như vậy luôn á mấy chị ơi, mà rất là xinh. Bộ này còn sang hơn bộ em mặc nữa. Rồi, mã số là D60. D60 chị nào lấy nhanh tay, bộ này rất là sang nha chị nha. D60 nó dạng như là cái của em đang mặc, ở trên cổ yếm, ở đây nó ôm, ở phần dưới nó xè nhẹ ra, rất là sang nha. Rồi, mã số đó là D60 nha chị. D60 nha, chị nào lấy nhanh tay. Không, em không mặc vào được nữa chị ơi. Em thay rồi, qua mẫu lâu lắm. Qua mẫu rất là lâu. Ví dụ em thay là mất 3-4 phút rồi. Mà qua mẫu là em sẽ qua liên tục. Nếu mà thay nữa, em thay bộ nào cũng thay hết. Là một like, em like có 1 tiếng à. Em đâu có đủ hết cho mấy chị đâu, em đâu có like. Tính ra một like mà like 1 tiếng, em chỉ cần like 10 bộ, thay 10 bộ thôi là hết giờ rồi. Ai mà đặt kịp, mà mỗi bộ còn có một cái à. Rồi tiếp, em lên cho mình là một cái đầm body nha, thun gân. Cổ của nó là cổ cao nha, nhưng mà mình bẻ ra giúp em nha. Đây, mình bẻ ra như thế này, đây nha. Đây, chất liệu của nó là thun gân, không hề dày quá, cho nên là mấy chị yên tâm, mặc mùa hè rất là đẹp nha. Ở phần dưới nó có phổi ren cho mình nha chị nha. Phần dưới nó có phổi ren cho mình như thế này nha chị nha, rất là xinh. Đây, bộ này 53-54kg đổ xuống vừa luôn nha. 53-54kg đổ xuống vừa giúp em luôn. Rồi, mã số là D71. D71 nha. D71. Chị nào lấy nhanh tay giúp em. D71 nha chị nha. Chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. Để lại giúp em D71 khoảng trống. Khoảng trống số điện thoại và địa chỉ nha. D71 nha chị nha. Đây, cái mẫu đó là 53-54kg. Em có báo mã, báo số ký mà chị. Em có báo số ký mà. Chị Liệu Bích ơi, cho em xin cái số điện thoại và địa chỉ. Đây, chị đang lên nè em, chờ xíu. Rồi, chị nào nãy giờ hỏi cúp ngực. Cúp ngực này rất là xinh nha. Đây, một mẫu cúp ngực xinh cực kỳ luôn. Chất liệu của nó là thun nha chị nha. Đây, ren, ở trên là độ thun. Ở bên dưới của nó có quần nha chị nha. Bên trong là quần cho mình nha. Đây, bên trong là quần cho mình nha chị nha. Đây, kèm luôn cho mình là một cái dây đeo cổ luôn nha. Một cái dây đeo cổ như thế này nè mấy chị ơi, rất là xinh. Làm điểm nhấn á, rất là xinh nha chị nha. Đây, đây. Rồi, mã số là D69 nha. D69 nha, chị nào lấy nhanh tay để liền giúp em. D69 rất là xinh nha. Bộ đó 52kg độ xuống vòng eo dưới 72 giúp em. 52kg độ xuống vòng eo dưới 72 giúp em là vừa nha. Ok, Trương Thị Tố Như nè, đặt rất là đúng cú pháp, chắc có đơn hàng á. Đặt đúng cú pháp là sẽ có đơn hàng nha. Rồi, tiếp tục. Em lên cho mình là một cái yếm nha, một cái yếm nha chị nha. Yếm rất là xinh. Đây, yếm như thế này nha chị nha. Yếm như dạng tiên tiên á. Kèm luôn cho mình là một cái cổ áo nha. Một cái áo rất là xinh như thế này luôn. Đây, đây, kèm luôn cho mình một cái áo như thế này nha chị nha. Đây ạ, kèm chung với yếm nha. Rồi, 69.000 cho chị nào lấy hàng nhanh nhất luôn. Bộ này mặc rất là xinh. Đây, bộ này rất là xinh nha chị nha. Đây, rất là xinh nha. Rồi, mã số là D63. D63 nha chị nha. Chị nào lấy nhanh tay D63 nha. D63, 52-53kg đủ súng vừa nha. Rồi, D63 chị nào lấy nhanh tay giúp em. Rồi, tiếp nha. Rồi đây, ok, dưa hấu hấu nè. Rồi, em lên cho mình là một cái váy dạng như là body nha. Váy body rất là xinh luôn cho mình nha chị nha. Rồi, rồi đây nha chị nha. D59 một đầm body phổi lưới nha chị nha. Đây, D59 nha chị nha. D59 nha, đây ạ, rất là xinh nha. Rồi, D59 nha, đầm body này mặc rất là đẹp nha chị nha. 52kg độ xuống vòng eo dưới 72 nha. 52kg độ xuống vòng eo dưới 72. Bây giờ em lên một bộ nữa, em sẽ up live stream nha. Em lên một bộ nữa nha. Em lên một bộ nữa nha mấy chị nha.
Xỉu, xỉu, mẹ xỉu. Rồi đây 59, chị nào lấy nhanh tay nha. Rồi một cái váy body màu hồng rất là xinh, màu hồng nhạt nha. Váy body màu hồng nhạt. À không không, váy suông, váy suông, váy suông. Váy suông nha mấy chị nha. Đây 55, nãy giờ chị nào hỏi bầu bì 3-4 tháng gì đó mặc được cái mẫu này nha. Bầu bì 3-4 tháng đồ mặc được nha chị nha, đây nha. Một cái mẫu đầm bầu rất là xinh luôn. Chị nào mà hết mặt hôm lậu mặc vẫn ok. Đây nha chị nha. 55kg đổ xuống giúp em nha. Đây 55kg đổ xuống giúp em nha. Đây ạ mấy chị ơi, đằng sau có khóa kéo. 55kg đổ xuống, đằng sau có khóa kéo nha. 56kg vừa, 56kg vừa bộ này. D68 nha chị nha, D68 nha. D68 nha chị nha. Em đuối quá. Rồi D68 nha, rồi bộ nữa nha. Bộ nữa nha. Bộ đó rất là xinh á. Bộ đó mặc lên xinh lắm á nha. Rồi một mẫu đầm suông nữa này chị ơi, một mẫu đầm suông tiếp nè. 69.000, 69.000 á chị ơi, 69.000 giúp em mua trên hai bộ nha. Rồi D68. D68 là cái bộ màu hồng vừa qua á, D68 nha. Rồi cái bộ này là D72 nè. D72 rất là xinh, cái màu rêu. Màu rêu mặc sáng da lắm nha mấy chị nha, màu rêu mặc rất là sáng da nha chị nha. 69.000 chị yêu ơi, 69.000. Đây màu rêu. 55kg đổ xuống vừa nè chơi, đằng sau có khóa kẹo nha, đằng tay có hai cái nơ. Đây. Đây nha. Rồi, mã số là D72, D72 55kg đổ xuống vừa. D72 nha. À, mới lên chưa lựa được gì hả? Trời em like nãy giờ rồi đó. Em like từ nãy giờ là 50 mấy phút rồi. Em like 50 mấy phút rồi. Like cả tiếng đồng hồ rồi đó chị ơi, đuối lắm. Bây giờ em không hữu được đâu chị, em âm sub up live stream rồi. Rồi tiếp nha. Rồi một mẫu body đắp chéo hai bên eo. Đắp chéo eo rất là xinh cái bộ này luôn á. Đắp chéo eo nha chị nha. Đây. Đắp chéo tay nha mấy chị nha, rất là xinh luôn. Về mặt lên nó ra form ra dáng luôn. Body nha, body. Rồi, mã số là D75 nha. D75 nha. Có set hồi nãy chị qua hết set rồi, chị lên hết luôn rồi á. D75 cái mẫu đầm body rất là xinh nha chị nha, D75 nha. Rồi like đúng 4 bộ nữa up luôn nha. Rồi tiếp. Rồi lên cái một mẫu váy xòe màu xanh coban bao xinh bao sang luôn. Đây nha chị nha. Đây, bên trong có quần nha, bên trong có quần bộ này nha chị nha. Bên trong có quần cho mình mặc rất là xinh nha chị nha. Mặc lên không hề bị nổi đâu, tại vì tay của nó là tay dài, mặc lên rất là xinh nha chị nha. Đây, mặc lên cực kỳ xinh cho mình luôn nha chị nha. Rồi mã số là D132. D132 nha chị nha, D132 giúp em nha. Thôi Hương chị Đinh Dình Quỳnh quá. Chứ mình đừng có buồn em nha. Tại vì á, có một cái là cho nên là mình đặt nhanh giúp em. Chị yên tâm đi, nhiều khi chị đặt thứ hai, thứ ba, nhưng mà chị đầu tiên không nghe máy, bên em sẽ chuyển xuống liền cho chị. À, chị kế tiếp không nghe máy chuyển xuống tiếp. Cho nên là mấy chị yên tâm đi, biết đâu được mình có hàng sao nha. Cho nên là mình yên tâm đi, biết đâu là mình có hàng thì sao mấy chị yêu ơi. Rồi tiếp, một mẫu váy xòe sơ mi màu xanh. Đây cái này hồi nãy có màu đỏ nè, bây giờ em lên màu xanh cho mình nha chị nha. Đây 53-54kg đổ xuống vừa nha. 53-54kg đổ xuống vừa giúp em nha. Chất liệu của nó là sơ mi lụa nha. Khách cũ nhưng mà chị ơi, cho em xin cái số điện thoại nha. Cho em xin cái số điện thoại đi chị ơi. Đây nha, sơ mi lụa nha, rất là xinh. 53-54kg đổ xuống vừa. Rồi mã số là D64. D64 sơ mi này mặc xinh lắm nha mấy chị nha. Sơ mi này bên em bán mấy ngàn cái luôn á. Rồi D64 nha, D64. Ủa quên, lộn luôn á, viết mà làm tiếp mà quán luôn á. Rồi sơ mi đó mà chị nào không lấy em nói tiếc lắm. Rồi tiếp theo một cái mẫu zoom nha chị nha, zoom giả váy. Zoom giả váy nha chị nha, đây ở chất ren. Mấy chị yên tâm đi, những chị nào mà không có địa chỉ bên em không có trả lời đâu. Những chị nào không có địa chỉ là
không có đơn hàng đâu, tại vì em ưu tiên cho những chị nào có địa chỉ, em sẽ ưu tiên cho những chị nào có địa chỉ trước, thì mấy chị cứ đặt đúng cú pháp đi. Những chị nào mà đặt trước mà người ta không có địa chỉ kệ người ta, em nói thật, những chị nào đặt trước mà người ta không có địa chỉ kệ người ta, mình cứ đặt đúng cú pháp với em, số điện thoại, mã, màu, địa chỉ giúp em là ok ha. Rồi đây zoom nha, dạ vậy nha, rất là xinh. Rồi mã số là D61, D61 nha chị nha, 61 nha, D61 nha. Rồi D61 nha. Rồi đây cái váy này rất là xinh. Đây nha chị nha, màu ren tầng nha chị nha, váy xòe. Đây chút màu xám nha, cái này màu xám nha chị nha, màu xám cho á. Rồi cái bộ này 52kg độ xuống vòng eo dưới 72 nha. 52kg độ xuống vòng eo dưới 72, bộ này rất là xinh nha chị nha. Rồi mã số là D70, D70 chị nào lấy nhanh tay nha, em off luôn. D70 bộ này rất là xinh nha chị nha, bộ này xinh cực luôn. Lấy nữa đi chị. D70 nha chị nha, đây D70 nha chị nha. Rồi chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em nha. D70 khoảng trống, số điện thoại, địa chỉ giúp em nha. Bộ đó xinh lắm nha mấy chị nha. Chị nào không đặt rất là tiếc nha chị nha, D70 nha. Rồi, hiện tại hết đồ sale rồi. Ngày mai sẽ lên tiếp, ngày mai vào lúc 5 giờ đi ha. 5 giờ em sẽ like tiếp nha, cho nên là mấy chị yên tâm. Nữa đi chị ơi. Rồi bây giờ là em sẽ up live stream luôn nha mấy chị nha. Ngày mai vào lúc 5 giờ mấy chị vào live stream giúp em nha. Và mình nhớ theo dõi giúp em nha chị nha. Mình theo dõi nha chị nha để mình biết nha. Tại vì có nhiều chị á là không có đúng á, không có đặt đúng nha. Rồi bây giờ là em sẽ up live stream nha. Bye bye tất cả các chị ạ.